Bé đang ăn nữa không con? Ăn nữa không con, lấy nữa chưa? Đâu khó dữ vậy chị Tên? Nó đau vừa khó dữ. Tại vì cha mẹ cũng bị ảnh hưởng, thành ra cha mẹ cũng khổ cũng buồn. Rồi đời mình cũng khổ, mình ly dị mà ba đời khổ. Thì mấy con là khổ gì đó. Thì con mình nó cũng không có được những gì tốt cho. Mẹ nó có muốn ở với mẹ. Thành ra cũng phải là ba đời khổ.